Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Báo Tuổi Trẻ đưa tin, theo thống kê của Bộ Y tế ngày 23 tháng 4, cả nước ghi nhận 1.717 ca, giảm 620 ca so với ngày 22 tháng 4. Trước đó, trong 4 ngày liên tiếp, từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 22 tháng 4, số ca COVID-19 tăng đột biến và đều vượt mốc 2.000 ca một ngày. Trước tình trạng số ca mắc COVID-19 giảm sau nhiều ngày tăng cao, các chuyên gia lĩnh vực y tế dự phòng nhận định, sau khi thời tiết miền Bắc ổn định, các liên quan đến đường hô hấp giảm, thì số ca mắc COVID-19 mới cũng sẽ giảm theo. Đến nay, Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, có thể xuất hiện các biến chủng COVID-19 mới, cần phải theo dõi chặt chẽ. Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường kiểm soát dịch, khuyến cáo người dân tuân thủ đeo khẩu trang nơi công cộng, khử khuẩn thường xuyên và tiêm vaccine phòng COVID-19 đủ liều, đúng lịch. Đặc biệt là ngăn chặn nguy cơ với nhóm người có bệnh nền, người cao tuổi, người bị suy giảm miễn dịch. Đồng thời, các cơ sở y tế chuẩn bị tốt nguồn lực để ứng phó với dịch bệnh. Về hiệu quả của vaccine đối với biến thể COVID-19 mới, Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, trưởng khoa y tế công cộng, nguyên phó hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TP.HCM đánh giá, hiện vaccine phòng COVID-19 còn có hiệu quả. Mặc dù hiệu quả phòng tránh lây nhiễm bị giảm, nhưng hiệu quả ngăn ngừa diễn biến nặng hoặc tử vong vẫn có hiệu quả. Chiều ngày 23 tháng 4, Sở Y tế TP.HCM cho biết, địa phương vừa phát hiện thêm nhiều biến thể phụ mới của chủng Omicron, thông tin từ báo Dân Trí. Cụ thể, vào ngày 21 tháng 4, từ các mẫu bệnh phẩm giám sát dịch tễ trong cộng đồng của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, Viện Pasteur TP.HCM đã phát hiện các biến thể phụ mới của Omicron, 11 trên 13 mẫu. Trong đó, ngoài biến thể phụ mới đã được phát hiện tại thành phố gần đây là XBB.1.5, có 7 mẫu thuộc các biến thể phụ mới khác, bao gồm XBB.1.9, XBB.1.9.1, XBB.1.16, XBB.1.16.1. Đây cũng là những biến thể phụ đã có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới và được WHO xếp vào các nhóm các biến thể đáng quan tâm hoặc biến thể cần được theo dõi. Theo Sở Y tế TP.HCM, điều đáng lo ngại là ngoài biến thể phụ XBB.1.5 đã xuất hiện tại 95 quốc gia, còn có thêm biến thể phụ XBB.1.16 vừa được WHO xếp vào nhóm biến thể cần được theo dõi. Biến thể phụ này đã xuất hiện tại hơn 20 quốc gia và đang góp phần vào làn sóng ca mắc tăng cao ở Ấn Độ. Việc phát hiện đồng loạt nhiều biến thể phụ mới của Omicron đang thịnh hành trên thế giới có thể giải thích hiện tượng gia tăng đột ngột số ca mắc mới COVID-19 trong mấy ngày qua tại TP.HCM và ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hiện nay, chưa có báo cáo từ các nước trên thế giới cho thấy mối liên quan giữa các biến thể đáng quan tâm hoặc biến thể cần được theo dõi với tình trạng mắc COVID-19 nặng hơn trên toàn cầu. Tuy nhiên, việc số ca mắc mới tăng dẫn đến số ca nhập viện tăng là khó tránh. Theo thông tin từ báo Tin Tức, vaccine vẫn luôn là biện pháp được khuyến cáo hàng đầu giúp giảm lây nhiễm, giảm bệnh nặng khi mắc COVID-19. Khuyến cáo về những nhóm tuổi, đối tượng cần tiêm vaccine ngay để kịp thời có miễn dịch bảo vệ khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga, Bộ Quốc phòng cho biết, hiện những bệnh nhân COVID-19 bị trở nặng, đa phần là phụ nữ có thai, người cao tuổi, có bệnh nền hoặc chưa tiêm đủ vaccine. Tiêm vaccine vẫn là biện pháp đơn giản, rất hiệu quả để phòng chống COVID-19. Tuy không giúp bảo vệ 100%, nhưng vaccine giúp làm giảm nguy cơ bị lây nhiễm đi rất nhiều. Trong trường hợp người dân bị nhiễm bệnh, các triệu chứng cũng nhẹ hơn, giảm tỷ lệ nhập viện và giảm tỷ lệ nằm hồi sức cấp cứu. Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng cũng khuyến cáo với tất cả những người trên 5 tuổi, nếu chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, cần phải tiêm ngay để có miễn dịch phòng bệnh. Cụ thể, với người khỏe mạnh, tiêm 2 mũi vaccine là đủ bảo vệ, không nhất thiết phải tiêm mũi nhắc lại, mà nên ăn uống ngủ nghỉ hợp lý, tăng cường vận động để nâng cao sức đề kháng. Tuy nhiên, với nhóm người nguy cơ cao như phụ nữ có thai, người cao tuổi, người có bệnh nền hoặc người bị suy giảm miễn dịch, nên tiêm thêm một mũi tăng cường càng sớm càng tốt. Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng cho biết, về thời gian tiêm, trong giai đoạn bùng phát dịch rất mạnh, Bộ Y tế đã khuyến cáo về việc có thể tiêm mũi vaccine tăng cường sau khi tiêm mũi trước từ 28 đến 3 tháng. Vì vậy, các nhóm nguy cơ cao nói trên nên tiêm ngay mũi tăng cường để giảm nguy cơ bị lây nhiễm, cũng như tỷ lệ phải nhập viện hay trở nặng, thở máy hay đặt nội khí quản. Các bác sĩ cho biết, triệu chứng COVID-19 ngày càng giống cảm cúm thông thường, với các biểu hiện ho, sốt, nghẹt mũi, mỏi cơ, ngứa họng,
chỉ có thể phân biệt nhờ xét nghiệm, VN Express ghi nhận. Hôm ngày 18 tháng 4, chị Hoa, 35 tuổi ở Hà Đông, bị sốt, ho, đau họng mấy ngày nay, nghĩ chỉ cảm cúm thông thường do thời tiết thay đổi. Một ngày sau, chồng chị bị triệu chứng tương tự. Cả hai không mất mùi vị hay sốt rét giống như lần mắc trước. Chị mua que về test lên 2 vạch và tự cách ly tại nhà. Khác với một năm trước, giờ mắc Covid-19 cảm thấy nhẹ nhàng hơn như cảm cúm thông thường, chị nói. Một trường hợp khác là anh Hùng ở Hà Nội. Anh nghĩ mình bị cảm do đau đầu, nghẹt mũi, ngứa họng và sốt nhẹ, đến phòng khám ở quận Cầu Giấy. Năm ngoái cũng thời điểm này, anh mắc Covid-19 lần đầu, sốt cao, đau nhức toàn thân, mất khứu giác, vị giác. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy anh dương tính với Covid. Bác sĩ kê đơn thuốc giảm triệu chứng, khuyên về nhà nghỉ ngơi, cách ly với gia đình. Một bác sĩ phụ trách phòng khám tai mũi họng ở phường Phú Thượng, Tây Hồ cho biết, số lượng bệnh nhân đến khám gấp 3-4 lần so với tháng trước, trong đó nhiều người mắc Covid. Hầu hết người bệnh có biểu hiện ngứa họng, ớn lạnh, sốt nhẹ, đau đầu, giống với cảm lạnh và cúm thường. Triệu chứng Covid ngày càng giống cảm cúm, chỉ test nhanh mới có thể xác định chính xác bệnh nhân nhiễm nCoV hay cảm, ông nói. Đồng nhận định này, bác sĩ Phạm Văn Phúc, trưởng khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết, đợt này, đa số bệnh nhân bị sốt, ho, mệt mỏi, đau nhức cơ thể và nặng hơn ở nhóm người già có bệnh nền. Một số trường hợp ho khan dai dẳng từ 5-7 ngày, đi khám test nhanh, kết quả dương tính. Do đó, không thể phân biệt giữa cúm và Covid-19 nếu chỉ dựa vào các triệu chứng. Chỉ khi xét nghiệm bằng test nhanh hoặc PCR, bác sĩ mới biết chính xác chủng virus mắc phải, từ đó có phác đồ điều trị đúng và kịp thời, bác sĩ Phúc nói. Tuy nhiên, nếu xét nghiệm quá sớm, có thể dẫn đến âm tính giả. Các chuyên gia khuyến cáo nên test nhanh lần 2 sau 24-48 giờ, có thể đồng thời vừa test nhanh vừa xét nghiệm PCR bằng cách gọi dịch vụ xét nghiệm tại nhà hoặc đến cơ sở y tế. Theo các bác sĩ, việc xác định bệnh sớm đóng vai trò rất quan trọng do các biến chủng Omicron hiện nay có đặc trưng lây lan nhanh. Người biết mình mắc bệnh có thể cách ly kịp thời, tránh lây truyền virus sang nhóm dễ bị tổn thương. Nhóm dễ bị chuyển nặng do mắc Covid-19 như người già, người có bệnh nền, suy giảm miễn dịch, nếu được chẩn đoán sớm, dùng thuốc kháng virus trong 1-3 ngày đầu sẽ hạn chế nguy cơ diễn tiến nặng, tử vong. Bác sĩ ở phòng khám phường Phú Thượng chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng của ông là phân biệt Covid với bệnh hô hấp khác bằng cách theo dõi các triệu chứng tăng nhanh như thế nào. Ví dụ, nếu mắc cúm, dấu hiệu bệnh xuất hiện thường chỉ một ngày sau khi tiếp xúc với người bệnh và có thể cảm nhận đau nhức toàn cơ thể. Còn các triệu chứng cảm lạnh thường nhẹ hơn, xuất hiện sau 2-3 ngày tiếp xúc nguồn lây. Covid thường có thời gian ủ bệnh lâu hơn, trung bình 5 ngày mới xuất hiện triệu chứng. Nhưng với các biến chủng mới thì chỉ ngay sau từ 1-3 ngày. Các biểu hiện sẽ phát triển dần từ sụt sịt, ngứa họng, mệt mỏi đến đau đầu và sốt vào ngày tiếp theo. Một dấu hiệu đặc trưng khác là sốt. Ở người bệnh cúm, sốt có thể lên tới 39 độ C, trong khi người nhiễm nCoV không sốt hoặc chỉ sốt nhẹ. Đặc biệt, nhiều người lớn đến khám Covid-19 2 tuần gần đây hầu như không có biểu hiện sốt, bác sĩ này ghi nhận. Ông cũng chia sẻ, trước đây bệnh nhân Covid-19 thường bị mất khứu giác và vị giác. Một số người lớn tuổi bị sương mù não, tình trạng thiếu máu não và rối loạn hệ thần kinh thực vật, ảnh hưởng đến suy nghĩ và trí nhớ, trong khi những người khác phát ban, rụng tóc hoặc phồng rộp ở ngón chân. Đây là cách dễ dàng nhất để phân biệt giữa Covid và cúm. Thế nhưng khi chủng mới lây lan, triệu chứng này giảm dần, do đó hiện rất khó phân biệt cúm và Covid. Các chuyên gia cho rằng, dù Covid-19 và cúm thì đều gây ra các triệu chứng hô hấp nhẹ, bệnh nhân có thể tự chăm sóc hồi phục ở nhà. Một số trường hợp có thể dẫn đến biến chứng như viêm phổi, suy hô hấp, nhiễm trùng huyết, tổn thương tim, suy đa cơ quan, viêm tim, não hoặc mô cơ, thậm chí tử vong. Do đó, người dân không nên chủ quan lơ là bệnh. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!